con á, nên dành thời gian quan tâm chăm sóc vợ con một chút. Cưới được người hiền lành, hiếu thảo như nó là phước đức của Trịnh gia mình. Ơi, má cứ càm ràm mấy cái chuyện này hoài à, con nghe mắc mệt quá. Má của con nói đúng đó Phú Túc. Người như con Bích Khê ra đường nhiều người mê lắm mà nghe. Con không biết giữ, khéo có ngày mất vợ như chơi đó. Em nói vậy là có ý gì? À, có gì đâu chị. Thì tại em thương thằng Phú Túc như con ruột của em, nên cố ý nhắc chừng nó đó mà. Con phải cẩn thận đó nghe. Chớ con không thắc mắc tại sao mà vợ con mình cứ ở lì dưới quê vậy. Hay là nó có người tri kỷ nào đó ở dưới quê giữ chân nó rồi. Phú Túc, con mau đi vào trong nhà lo chuyện sổ sách đi. Dạ. Sao em ăn nói gì kỳ vậy hả em hai? Người tri kỷ là sao? Sao tự dưng em nói dựng như vậy? Em có tài thánh nào mà dựng được. Em có lòng tốt, muốn nhắc nhở má con chị thôi. Bộ chị chưa nghe, người ta đồn rần lên rồi. Chuyện con dâu của chị bệnh rịnh, không dứt được với lại người cũ dưới quê kìa. À, nghe nói người ta còn tặng con Khê cái khăn tay để làm tín vật nữa đó. Em báo cho chị biết vậy, chị có tin hay không thì tùy ở chị. Thôi, em về phòng đây. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.